nồi cơm gạo lứt nấu với đậu gà diêm mạch cực kỳ đầy đủ dinh dưỡng. Bình thường thì nồi cơm nhà các bạn thì sẽ trông như thế nào ạ? Và đây là nồi cơm hàng ngày mà mình vẫn thường hay ăn. Và trong nồi cơm ngày hôm nay của mình thì gồm có gạo lứt Điện Biên cùng với hạt đậu gà và hạt diêm mạch. Hai cái loại hạt đậu gà và hạt diêm mạch là hai cái loại mà mình thường xuyên sử dụng để mình trộn với cơm và nấu cùng với cơm. Rất là ngon nha tất cả các tình yêu. Và tình yêu nào muốn các bữa ăn của mình đầy đủ dinh dưỡng mà không lo bị thiếu chất thì mình đừng quên sử dụng đậu gà và diêm mạch nha.